Cô Sa Đắc Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và xe khách toàn quốc. Thưa quý vị, bà Sa Đắc Huy đang có mặt ở thị cầu Bắc Linh và đang đứng trước vườn cây của nhà vườn nổi tiếng, đó là nhà vườn Lộc Phú Quý. Và hôm nay thì bà Sa Đắc Huy sẽ có cái câu chuyện hay để chia sẻ cho quý vị, sẽ cùng với anh Lộc Phú Quý, anh chủ nhà vườn, chia sẻ và tóm tắt cái quá trình anh chơi cây. Anh Lộc Phú Quý thì chơi cây cũng rất lâu rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe cái câu chuyện hay về cái duyên chơi cây của anh và cái quá trình chơi cây của anh. Sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện hay, những cái kỷ niệm đáng nhớ anh Lộc sẽ gửi tới quý vị trong thước phim này. Và anh Lộc thì ngay trước mắt quý vị đây. Anh em chào anh nhá. Vâng, xin chào. Anh đang sửa cây hả anh? Dạ, thưa quý vị. Vâng. Vừa mới mua cây cần thăng chú ạ. À, anh mới mua cây cần thăng. Cần thăng nó già đẹp quá thế này. Vâng, thưa quý vị, là anh Lộc Phú Quý thì luôn luôn thay đổi vườn. Một thời gian ngắn nhưng mà xuống vườn đã thêm rất nhiều cây mới. Và hôm nay thì em đến thăm anh, muốn nhờ anh chia sẻ với quý vị cái duyên đến với cây. Anh có thể anh chia sẻ với quý vị yêu cây được biết là anh bén duyên đến cây cảnh từ năm nào anh? Cũng hôm nay Đức Huy nhắc mà khơi lại cái ban đầu ấy, thì mình cũng có một tí câu chuyện như này. Tức là mình mới chơi cây từ năm 2009 rồi. 2009 đến bây giờ thì nhầm 15 năm đúng không anh? Là mình lúc bấy giờ là nhà nữa là Bắc Linh. Thế vâng. Nhưng ở nhà thì ở Bắc Linh rồi, nhưng mà năm bây giờ mình xây một cái nhà nghỉ, cái khách sạn nhỏ nhỏ sau trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Vâng. Thế lúc xây thì là xây dựng là cứ hay rỗi là cứ ra trung tâm triển lãm cây chơi. Thế này có anh bạn thì là anh ấy chơi cây, anh bảo thì mày phải chơi cây đi. Thế là cũng chả biết gì về cây cả. Thế là cũng cứ vào cây. Nhưng mà vào thì lại cứ vào dấu. Anh bạn anh là tên là gì anh? Anh có đi chơi tên không? Bạn ngày xưa cùng phố là người chơi cây cũng nổi tiếng ấy. À. Là anh Hòa taxi đấy. À, là chú Hòa taxi. À, anh bảo mày phải chơi cây đi thì cũng biết thế thôi, nhưng mà cũng có dám bảo gì bạn đâu. Cứ đâu dấu mua. À. Nhưng cái ban đầu em chơi cây từ năm 2009 mà đến năm 2011-12 bắt đầu mới biết là cây. Vâng. Cái ban đầu cũng chả biết thế nào là làm điển ạ. Vâng. Thì cứ ra đây chơi, thấy xong rồi càng chơi thì nó càng cuốn hút, càng càng mê. Thế là kính thưa quý vị, là anh Lộc Phú Quý đã bén duyên từ năm 2009. Và cái người có thể là nói là đưa anh vào chơi cây là người bạn của anh. À, người anh rồi. Người anh của anh đúng không? Bạn thôi. À, bạn là chú Hòa taxi tuổi đấy, nhưng mà là bạn đó. Chú Hòa taxi đúng không? Bé anh em chơi nhau từ bé. À, chú Hòa taxi đã là người gần như là đưa anh bén duyên đến cây cảnh. Thế mà lúc đầu cái kỷ niệm ban đầu thì anh không hiểu biết gì về cây, thì anh có mua nhầm nhiều không anh? Ban đầu thì cũng có nhờ một số anh em thợ làm cây, nhưng mà cái thợ thì là những cái thợ nhỏ thôi, thế là cũng tư vấn cho mua. Thì đầu tiên mình mua thì cũng thật sự là mới chơi cây thì vào những cái nhiều tiền là không đáng. Vâng. Thành thử ra là cũng có mua cây gì rẻ mà sau này làm nên nhiều tiền là thích. Thành thử ra là học phí cũng nhiều. À, học phí nhiều. Cái ban đầu mua một số cây là cứ cây phôi pha hoặc chưa có kinh nghiệm. Vâng. Là sau này là bỏ nhiều. Đến năm 2012 là mình rút kinh nghiệm. À, rút kinh nghiệm là thôi. Thì bây giờ những cây nhỏ quý của anh em cùng Bắc Linh ấy thì là mua thôi. À. Nên là cũng thanh lý mất một loạt đầu trong 3 năm. Vâng. Mà phải 3-4 năm ấy. Từ năm 2009 đến năm 12, 11, 12 mình mới hiểu về cây. Nên là từ năm đấy là cũng rút kinh nghiệm, bỏ mất một loạt đầu, mấy năm đầu là gần như là bỏ. Lúc đầu là anh mua là gần như không thành công, đúng không? Không thành công. Sau bắt đầu anh 2012 anh mới lại vào bỏ, sau anh mới vào lại. Vào lại.
Vào lại thì anh mua những cái cây nào năm 2012, anh có được kèm một chút không? Mình mua rất nhiều, những cây này là cũng mua năm 2012. À, cửu long tọa sơn cũng là từ 2012. Đúng rồi. À. Thế và còn những cây nào nữa? Cái khoảng thời gian đó. Trong năm đấy mua nhiều cây long nhỏ, long con. À, long con, cây long nổi tiếng của anh. Em cũng mua năm 2012. Em nhớ rồi. Để xong từ năm đấy là cứ hàng năm là mỗi năm mua dành dụm mua một hai cây kỹ. Cây già, những dạ, cây nào mà nó có nổi tiếng mình mua. Vâng. Chứ còn những cái cây mà như đợt trước học phí là mình tránh, mình sợ, mình biết rồi. Dạ vâng. Ôi, bởi vì một là tay nghề mình lúc bây giờ mới nó cũng chưa được hiểu nhiều, hai nữa về hiểu biết là cái cây nó cũng không được là sâu. Đấy những cây là mình mua 2013. À cũng 2013 đúng không? Đấy, những cây xanh già này là đều mình giữ từ những cái năm đấy. Quý vị ơi, anh chơi cây từ 2009 và cũng bị sai rất nhiều. Nhưng anh đã gần như thanh lý và anh đã nhận ra, và anh 2012 sau 3 năm thì anh đã nhận ra. Và anh nhận ra anh đã mua cửu long tọa sơn. Và cửu long tọa sơn thì đến bây giờ chúng ta biết cửu long tọa sơn nổi tiếng như nào, đẳng cấp như nào. Nhưng mà anh ơi, em cảm nhận là anh nhìn nhận cây của anh thay đổi rất nhanh. Và anh cảm nhận được cây quý rất nhanh. Thì sau 3 năm là anh nhận thấy sai và anh thay đổi ngay. Và anh bắt được ngay những cái cây rất rất là quý này. Và em còn nhớ một cái cây được rất nhiều người nhắc đến, đó là cái tác phẩm gì, Tự Tâm Hoành Thụ. Hoành Thụ. Cây đấy là cây rất đẹp. Và cây đấy là cây mình. Anh có thể chia sẻ một chút, cái cây đấy anh bán rồi đúng không? Mình bán rồi. Cái đấy thì anh mua năm bao nhiêu và cây mua ở đâu anh? Mình thì năm bây giờ là mình mua lúc rút kinh nghiệm ra. Thì là mình cũng mua một số cây trước rồi. Cây đấy là 2013 mình mới mua. 2013 anh mua. Mua cái cây đấy là rất nổi tiếng. Nhưng mà cái người chơi, người sở hữu cái cây đấy thì thực sự là họ không chăm bằng chăm. Đấy, cây rất quý nhưng họ không chăm. Vâng. Thế xong cái năm bây giờ là họ cũng có một cái việc gì đấy họ bí. Họ bán cả Bắc Linh biết. Nhiều người cũng tranh giành mua nhiều ấy với mình ấy. Nhưng vâng. Sau cái chú có cây đấy, chú quý chú bán cho mình. À. Anh có thể bật mí tên của chủ nhân thôi. À tên thì ấy, nhưng còn những người cũng rất chi là rất muốn mua với mình thì hiện nay vẫn ở Bắc Linh. Vâng. Nhưng mà những người đấy thì họ lại không quý, họ không bán. Vâng. Thế là mình mua được cái cây đấy về thì mình mua một cái bẻ Huế, bẻ cổ. Vâng. Nhưng mà cái phong trào lúc bây giờ là đang chơi những cái chậu, cái khay mỏng. Không chơi những cái bẻ Huế. Dạ. Bẻ Huế nó là thực sự nó là một cái bẻ lướt. Vâng. Mình vào cây năm đấy, mình vào cái cây đấy để mình xong rồi cái cây đấy mình mới nâng nó một cái tầm một vài cuộc triển lãm. Nhưng nổi tiếng nhất là triển lãm Yên Tử. Dạ vâng. Và xong rồi đến triển lãm Bảo tàng Hà Nội là đã nổi tiếng rồi, anh Cường, chỗ anh Cường tổ chức bảo tàng mà Yên Tử chỗ anh Đoàn tổ chức. Là anh Đoàn cái đấy Yên Tử là mình đã nổi tiếng. Xong về cũng lại nhượng lại cho các anh cũng có tiếng ở Hà Nội. Vâng. Chơi cây thì mình cũng nói với các bạn là học phí thì nhiều. Thế nhưng nếu đi đúng thì mình bán một cây là mình gỡ được hết. Cái cây đấy ngày trước anh có thể chia sẻ là anh mua bao tiền và sau anh bán được bao tiền anh? Tự Tâm Hoành Thụ. Mình mua thì nó ít thôi. Ít là bao nhiêu anh? Người khác có thể giả cái chú lúc bây giờ hơn. Nhưng mình lấy thì có 100 triệu. À, thế sau bao nhiêu năm mình bán? Vào cái chậu đấy, cây đây độ khoảng sau 6 năm thôi. À. 7 năm mình bán thì mình bán là tỷ 8. À, sau 6 năm. À, 6 năm. Đấy, thưa quý vị là vì cái tác phẩm đấy đến bây giờ mọi người được biết cái cây đấy. À. Vẫn nhắc lại cây chậu qua này. Tay anh rất là quý. Cái chậu rất quý. Ngày bây giờ cây đấy là cây lên đá nhỉ? Dạ, lên đá. Mà cái thân là thân trực hoành phải không? Hay là thân trực huyền? Trực hoành. Trực hoành. Huyền thì nó xuống đây, cái này huyền, nhưng con cây đấy là trực hoành. Cây trực hoành. Đấy em vẫn nhớ mang máng như vậy. Với tác phẩm cái rất ấn tượng. Bây giờ nhiều người vẫn cứ phải. Nhưng lúc bây giờ mình là người đột phá đầu tiên. À, vâng. Nếu trồng cây vào bẻ Huế là mình trồng đầu tiên đấy. Đấy bây giờ thì mọi người mới tìm những cái bẻ Huế, bẻ thả đúng nước, rồi. Bẻ dày đấy, bẻ cổ để vào cây. À. Nhưng mà năm đấy đó anh Lộc cũng đã tác phẩm Tự Tâm Hoành Thụ về là anh đã vào cái bẻ Huế ngay. Và đó là cái thành quả của anh từ năm 2012 đến 13. 2012 thì anh mua cửu long tọa sơn
và một số những cái cây long con. Long con của anh cũng rất là nổi tiếng, long con rất giá trị. Và Tự Tâm Hoành Thụ cũng là cái tác phẩm 2013 anh mua. Mà quý vị thấy anh chia sẻ rất là chân thành, anh mua 100 triệu, sau 6 năm thì anh bán 1 tỷ 8. Thế còn vườn của anh còn rất nhiều nữa, những cái thành quả sau khi anh đã nhận ra thì anh mua cây, anh vào toàn cây chất, cây già thôi. Mình vào cây này là cũng rất tâm huyết này chú Huy ạ. À, cây nào anh? Đây, trước là mình có một cây Tự Tâm Hoành Thụ. Vâng. Nhưng mà mình đang làm cái tác phẩm này là Tự Tâm Huyền Thụ. Tự Tâm Huyền Thụ. Vâng. À. Đây, đây là Tự Tâm Huyền Thụ. À, đây là Tự Tâm Huyền Thụ. Đấy, mình cũng rất tâm đắc với một cái tác phẩm này. Quý vị ơi, ngày trước có Tự Tâm Hoành Thụ thì anh đang xây dựng một cái tác phẩm Tự Tâm Huyền Thụ. Hy vọng Tự Tâm Huyền Thụ sau này cũng nổi tiếng như Tự Tâm Hoành Thụ, phải không anh? Cũng mong ước là như thế. Nhưng mà mình cơ bản nhất là mình chơi cây nó thật các bạn, là mình cứ tâm huyết với nó. Vâng. Mình yêu nó cũng như một cái nghề. Thì cái thành quả là sẽ rất chi là được đền đáp. Đấy, chơi cây ngày đầu thì chưa hiểu. Vâng. Nhiều người mình cũng nghĩ rằng học phí nản, sợ hoặc là nhiều cái vấn đề khác. Nhưng mình đầu tiên mình phải yêu cây đã. Mình thật là quý nó thì mình nó sẽ đền đáp cho mình những cái trả ơn mình, đúng không? Đúng. Và anh cái quá trình ban đầu rồi này, sau 2012-13 anh mua. Thế và anh có thể chia sẻ cho em một vài cái kỷ niệm đáng nhớ. Chẳng hạn như là anh có duyên mua một số những cái cây nào, hoặc là anh bán một số những cái cây nào, là những cái câu chuyện ấn tượng, ý nghĩa mà anh không thể nào quên trong cái quá trình 15 năm anh chơi cây không? Anh có thể chia sẻ thêm. Mình cái ban đầu mỗi giai đoạn nó có một cái khác nhau. Cái giai đoạn đầu là mình mới chơi cây, hiểu biết về cây nó có mức độ. Thế về sau mình chỉ có nghĩ rằng một cái điều là những cây đắt tiền, những cây quý, cây nổi tiếng là sẽ quý. Vâng. Mình sẽ học thêm. Nên có những người ta cứ nói là mua 10 cây chỉ mua một thôi. Thế nhưng mà đến lúc nói đến một cây đắt lại là ngại. Vâng. Không dám mua. Thế thành ra về lại vẫn cứ mua những cái cây nó phôi phôi thôi. Thì em nhớ là anh bán mua rất nhiều. Vâng. Thì anh có thể chia sẻ những cái kỷ niệm đó không anh? Kỷ niệm mua bán nào đáng nhớ anh để chia sẻ, hoặc là cái cây nào anh sở hữu mà anh cảm thấy có duyên nhất? Mình thì nói với Đức Huy là mình thì chơi cây là sau, nhưng mà để mà so với các tỉnh ngoài thì không dám nói, nhưng mà so với Bắc Linh ấy, là mình là người bán cây đắt nhất, nhiều tiền nhất. Vâng. Ở trong tỉnh Bắc Linh mình. Còn mua cây thì nói thật sự với các bạn, với các anh em là chú Huy là mua cây thì một là anh chơi cây thì nói thì nó dài nó rộng, anh cứ phải tự anh tư duy mà anh rút kinh nghiệm để anh vào cây cho nó chuẩn. Vâng. Cái thứ hai là những cây nhiều tiền là những cây quý chứ. Vâng. Còn nếu mà bây giờ mà để ở ngoài xã hội những cây nó rẻ tiền rẻ mà lại bảo quý mà để mà mua thì nó không có đâu. Nên là vào những cái người chơi cây sâu lâu năm thì mình mới có cây quý để mà mua, xong người ta quý mình, người ta cảm thấy trân trọng thì người ta nhường lại cho mình chơi. Vâng. Thì những cây quý nó mới có những cây quý. Chứ còn giờ mà ra cái bảo những người không chơi cây và vào nhà người ta mà không may tìm được cái cây quý thì không có đâu. Đấy, theo quan điểm của mình thế. Gần như là gọi là đại cát tìm vàng, đúng không? Đấy, đúng rồi, rất là không có đúng không? À. Phải là người yêu cây và hiểu biết về cây mà người ta chơi, người ta mới giữ được những cây sưu tầm được nhiều cái đồ đẹp, đồ quý. Nhiều đồ đẹp. Vì nhiều cây lắm quý vị ạ, nhiều cây chất lắm, toàn cây già, cây cốt chậu thôi. Đợt này nó đang tốt,
mình chưa cắt. Vâng. Những cốt này là cũng toàn là những cây xanh quý, xanh cổ, xanh quý ngày xưa thôi. Anh vẫn chưa trả lời em với câu hỏi là em muốn hỏi anh là anh có duyên, trong những cái duyên mua bán hoặc là những kỷ niệm nào ấn tượng nhất thì anh chia sẻ với quý vị. Mình thì bạn nào duyên bán hoặc là duyên mua anh ạ. Mình thì được cái là cũng nói với các bạn là bán cây thì cũng bán ra người nổi tiếng nhiều. À, nổi tiếng là những ai anh? Ví dụ như bán cây Tự Tâm Hoành Thụ là cho anh Tình là mua cho anh Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cũ. À. Cây dạ, Tự Tâm Hoành Thụ là bán về tay anh Cường Bộ trưởng. Dạ vâng. Hai nữa là bán cho anh chú Trường Giấy Hải Dương. À, anh Trường Giấy mua anh mấy cây anh? Cũng mua đến 4-5 cây, phải mua đến hơn 2 tỷ tiền cây mới tiền đồ. Wow. Để đá phải đúng. Dạ vâng. Nhưng còn bán cây bình thường trong tỉnh hoặc là ngoài tỉnh, ví dụ như anh Tùng Nhựa. Vâng. Tùng Hưng Yên ấy. Dạ vâng. Cũng bán cho anh Tùng cây hoặc là bán cho anh Thời, gỗ anh Dương Thời. À, anh Dương Thời đúng không? Và anh Thời Tùng Nhựa. Mấy cây. Và rất nhiều đúng không? Bán rất nhiều, những cái già cái quý bán nhiều. Vừa rồi bán nó tận thành cho chú Văn. À, vừa rồi đúng rồi. Bán em Văn mấy cây. Em Văn cũng mua của anh à. Anh Lộc Phú Quý hai tác phẩm. Quý vị được biết là trong cái lễ bàn bán giao cây chuối 3-4 tác phẩm rồi. 3-4 tác phẩm rồi anh. À, một cái cây đại thụ kim ngân, một cái cây lữ thần tự do. Vâng ạ. À. Vừa rồi bán cây cầu Bình An. À, như vậy thì quý vị thấy là anh Lộc Phú Quý cũng chia sẻ đồ quý cho rất nhiều nhà vườn nổi tiếng. Vườn anh Trường Giấy rồi những nhà vườn nổi tiếng ở Hà Nội rồi khu vực Bắc Linh. Thế và cái còn những cái bán rồi thì còn những cái mua, cái duyên mua cây thì anh có thể chia sẻ một chút không? Những cái kỷ niệm nào đáng nhớ mình anh sở hữu tác phẩm quý? Nói với các bạn là cây này. À, cây Cửu Long Quả Sơn. À, cái nào tự sơn. Lúc bây giờ thì mình mới chơi cây chập chững được vài năm, gọi hiểu biết về cây thôi. Vâng. Năm 12 thì ở Bắc Linh có một cái chú làm về cây rất giỏi. Vâng. Nhưng mà sau cái giai đoạn đấy không biết như thế nào, chú cũng khó khăn. Thế là mình mới hỏi mua chú cái này, chú mời mình. Thế vâng. Mình mua mà mình rất thích. Năm bây giờ nó cũng nhỏ hơn này. Mình thích thì coi như là mình ra mà cả với chú đồng ý. Vâng. Mua bán xong rồi. Vâng ạ. Thì cứ hẹn chú là đến thứ hai thì ở thứ năm anh lại. Thứ năm anh xếp tiền anh lại. Thứ năm xếp tiền lấy xong ra chú cứ lưng khưng chú không bán. Vâng. Thế mà mua thì mà cả đã rõ ràng rồi. Nhưng mà trong đó ở Bắc Linh cũng có một người chơi cây lâu năm. Vâng ạ. Thế người ta lại muốn là cho chú vay tiền. À. Thành thử ra là nếu mà chú vay được tiền thì chú không bán. À, dạ vâng. Thế mình bảo thôi nếu mà bán thì mua một cái cây lúc bây giờ nó cũng nhiều tiền. Vâng ạ. Tiền thì nó không phải nhiều nhưng mà so với bây giờ thì nó ít, nhưng mà so ngày bây giờ là nó to. Anh có thể chia sẻ là chủ nhân cũ của tác phẩm này thì ở Bắc Linh à? Anh ở Bắc Linh của chú Thái Bắc Linh. À, của xong rồi nói với các bạn là mình mê quá. Vâng. Nên là cuối cùng năm bấy giờ mình phải mua thêm 30 triệu. À, dạ vâng. Mặc cả rồi, mình không sai cái gì cả. Xong giá cả chốt ngày trả tiền rồi. Vâng. Mình chỉ có nói một câu là bây giờ ngần đấy tiền nó không phải đơn giản, không phải lúc nào cũng xếp được. Thế mà bây giờ xếp được rồi mà tiền cứ để đấy mà chưa quyết định bán thì nó cũng khó ra. Mà một khi mà thôi mình đã tiêu mất rồi thì muốn thu lại số tiền đấy để mua cây nó khó lắm. Vâng. Thế cuối cùng là thôi cũng cho nó xong, cuối cùng cộng thêm 10 triệu, 20 triệu không được, cuối cùng phải cộng thêm 30 triệu. À, dạ vâng. Bây giờ để lấy bằng được. Dạ vâng. Cũng gần như tác phẩm quý cũng thử thách mình đấy, đúng không? Đúng rồi. Phải thêm 30 triệu nữa. 30 triệu, 30 triệu lúc thời điểm bây giờ. To chứ, đúng không? To. 2012 nhỉ? 22. Dạ vâng. Cuối 2011 ấy, đầu năm 2012 mình lấy cây này.
Thế mà ngày đấy thì anh có tiết lộ những cái giá trị sở hữu tác phẩm này ngày đấy? Ngày bây giờ là ít tiền, nhưng mà nếu mà so với cây ngày bây giờ là nó nhiều tiền. À, nó mà nhất là so với Bắc tầm... Linh. À. So với Bắc Linh, bởi vì là Bắc Linh thì là một trong tỉnh là không phải là người, không có người nhiều tiền. Vâng. Người chơi cây ít. Nên giá trị giao dịch của Bắc Linh bao giờ là không bằng các tỉnh khác. Vâng. Nói thật sự là như thế, chứ không phải là mình càng chơi sâu vào mình càng thấy đến bây giờ vẫn thế. Lúc đó là tiền trăm hay tiền tỷ anh? À, tiền thì nó không đến tiền tỷ, nhưng mà cũng tiền trăm rồi, tiền vài trăm rồi. Chắc nhiều trăm đúng không? Nhiều trăm rồi. Dạ vâng. Là mình mua được nó, mình thích lắm. Tâm huyết. Đến bây giờ thì ai cũng cảm nhận được cái giá trị của tác phẩm Cửu Long Tọa Sơn ngay trong mắt quý vị. Một tác phẩm nổi tiếng ở Bắc Linh. Và khi đến Bắc Linh thì mọi người chơi cây gần như là đến đặt chân đến Bắc Linh là nhớ đến nhà vườn Lộc Phú Quý. Một cái đấy là cái thương hiệu của anh. Thương hiệu của anh ấy đã xây dựng được 15 năm. Mà quý vị được biết là đầu tiên anh cũng phải mất rất nhiều cái học phí. Nhưng mà anh ấy trao rồi và anh ấy nhận ra rất là hay. Rất là nhanh và rất là anh có những cái năng khiếu riêng của anh ấy. Mà sau khi để anh nhận ra thì anh đã quyết tâm mà anh mua, anh sở hữu rất nhiều cây quý. Và đây trước mắt quý vị là cái minh chứng. Minh chứng của cái thời điểm 2012. Và còn rất nhiều cây quý nữa. Vườn anh Lộc Phú Quý còn một cái không gian nhà riêng nữa quý vị nhé. Không gian nhà riêng, còn không gian đó có hơn chục tác phẩm VIP nữa. Và một cái vườn cây ngay trước mắt quý vị. Qua tác phẩm si kia là cũng là tác phẩm rất đẹp. Hôm nay thì bà xã Đức Huy xuống thăm nhà vườn anh Lộc Phú Quý và được anh chia sẻ cho quý vị hiểu một cái tấm gương chơi cây mẫu mực ở Bắc Linh. Cái con đường đến thành công thì chưa bao giờ là bằng phẳng cả quý vị ạ. Sẽ gặp rất nhiều những cái chông gai, những cái thử thách. Mà con đường chơi cây của nhà vườn Lộc Phú Quý thì còn rất là dài. Nhưng cái quãng đường 15 năm cũng có thể nói và đánh dấu một sự thành công của anh. Mà cái tấm gương, cái thành công của anh thật đáng ngưỡng mộ. Và cái thước phim này thì bà Sa Đa Huy cùng với anh Lộc Phú Quý chia sẻ cho quý vị như vậy. Để quý vị yêu cây cả nước cũng cảm nhận được cái duyên đến với cây như thế nào. Và anh gặp những cái thuận lợi gì, những cái khó khăn gì trong quá trình chơi cây. Và những quý vị, những anh em trẻ cũng nhìn vào anh Lộc Phú Quý và lấy cái tấm gương để quý vị yêu cây hơn, cố gắng hơn. Bởi vì ai chơi cây cũng ít nhiều sẽ phải mất những cái học phí. Chúng ta mới đầu chơi cây, chúng ta thiếu những cái kinh nghiệm, chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ bị sai. Nhưng mà sai ở đâu thì chúng ta sẽ sửa ở đó. Quý vị hãy tìm tòi học hỏi, trao dồi kiến thức để làm sao chơi cây được thành công. Bà Sa Đức Huy cũng chúc cho quý vị, những quý vị yêu cây, chơi cây trên khắp cả nước sẽ đều thành công. Và hôm nay thì thước phim tại nhà vườn anh Lộc Phú Quý và được anh Lộc Phú Quý chia sẻ cho quý vị, thì bà Sa Đức Huy cùng anh Lộc sẽ gửi lời chào đến quý vị ở đây. Anh ơi, em xin được cảm ơn anh nhé. Cái quãng đường 15 năm chơi cây của anh không dài cũng không ngắn. Quãng đường đấy đủ để khẳng định được cái thương hiệu, cái tên tuổi của anh. Thì em rất muốn là sẽ sau này sẽ làm những cái thước phim 25 hay 25 năm, thậm chí còn xa hơn nữa. Con đường chơi cây của anh, thì em hy vọng là anh em mình sẽ có rất nhiều những cái thước phim hay. Không biết tiếp theo nữa. Chúc sức khỏe bonsai Đức Huy, chúc sức khỏe toàn thể anh em, những người yêu bonsai, yêu cây cảnh. Dạ vâng. Một năm mới nhiều sức khỏe và đi đúng hướng.
Và đến đây thì bác Sa Đa Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.